Cứ mẹ con đi làm. Đi làm cái gì mà đi làm nè. Lo ở nhà trông con đi. Tranh thủ còn trẻ, đẻ thêm một đứa cháu trai cho tôi đi. 3 năm trời từ lúc mà bé Mỹ Liên á, nó ra tới giờ không có động tĩnh nào hết. Cô làm gái nữa kiểu gì vậy? Đàn bà gì kỳ vậy? Không biết đẻ hả? Thì cũng có một đứa cháu rồi mà mẹ. Tôi còn là một đứa cháu trai, một đứa cháu đích tôn để còn nối dõi tông đường. Còn có người có hương, có khói ở trên nhà tôi nữa. Cô xem đi, em gái không à? Lúc mà tôi bằng tuổi cô á, là tôi đã sinh được đứa con trai là thằng Tiến rồi. Giờ cô thấy đi, 3 năm trời rồi được đứa nào á. Con trai, con gái thì cũng là cháu mà mẹ. Với lại mẹ thấy điều kiện kinh tế bây giờ không có đủ để mà ăn nữa. Đẻ thêm một đứa nữa thì sao mà nuôi. Nghe cô nói kìa, sao không đủ? Không đủ thì gói ghém lại chứ sao không đủ. Lúc trước tôi đẻ được thì giờ cô cũng phải đẻ được. Còn nếu không đẻ được tôi kêu thằng Tiến cưới đứa khác về. Giờ có đẻ được không? Không đẻ nói tôi Tiến, tôi kêu thằng Tiến cưới đứa khác. Là sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với.